Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đang rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây, có mặt ở tất cả những sự kiện lớn nhỏ trên thế giới, cũng như là một cái thương hiệu khi nhắc đến là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những chiếc đồng hồ thể thao với dây cao su, và đó chính là thương hiệu Hublot. Thì chiếc Hublot mà hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn đó chính là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Unico Big Bang. Trước đây thì Gia Bảo Luxury cũng đã giới thiệu tới các bạn những chiếc đồng hồ Hublot Unico Big Bang với vỏ gốm này hay vỏ vàng hồng phun kim cương. Tuy nhiên những chiếc đồng hồ đó thì có một cái đường kính khá là lớn, 45mm. Nhưng chiếc đồng hồ đang trên tay tôi ngày hôm nay và trong video này có một cái đường kính mà tôi phải nói là rất đẹp đối với cổ tay người Việt Nam chúng ta, với đường kính chỉ 42mm mà thôi các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Thì như các bạn đang thấy, chiếc đồng hồ thì có một cái vành bezel rất là đẹp, và cái vành bezel ceramic bằng gốm màu đen được mài xước, trải xước từ trên xuống rất là tỉ mỉ và kỳ công. Trên cái vành bezel này là 6 chiếc ốc vít hình chữ H tượng trưng cho chữ cái đầu tiên của Hublot đó. Thì như chúng ta đã biết thì ceramic thì cũng có một cái thành phần chính là ZRO2, hay được người chơi Việt Nam chúng ta gọi là gốm. Cái ưu nhược điểm của cái chất liệu này đó là nó chống xước, tuy nhiên là nó rất là dễ vỡ, giống như là gốm sứ Bát Tràng chúng ta hay biết đó. Nếu mà va đập mạnh thì chiếc vành bezel này sẽ vỡ và không thể phục hồi lại được. Việc thì chúng ta chỉ có một cách để khắc phục, đó là chúng ta gửi đồng hồ vào hãng và lắp một chiếc vành bezel mới với một mức chi phí tôi nghĩ là khá cao. Và núm chỉnh giờ thì vẫn được ở góc đặt ở góc 3 giờ truyền thống, ở phía 2 giờ và 4 giờ là những nút bấm chronograph được hoàn thiện rất là đẹp bằng titanium đó. Phần tay càng được mài xước, được trải xước rất là đẹp, cũng như là cái phần đầu bát nối dây. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có một cái hình thang. Cái mục đích của cái núm này, cái nút này, đó chính là chúng ta có thể dễ dàng thay dây chỉ trong một nút bấm. Và cái tên của cái nút này đó là kiểu one click, chỉ cần một lần ấn thôi và chúng ta sẽ thay được thành một bộ dây khác. Đây là một cái ưu điểm mà tôi nghĩ là tôi đánh giá rất là cao với Hublot trong thời gian gần đây. Chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như là các bạn có thể đánh giá được bộ vỏ, cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này khá là đẹp mắt, với các cái phần ôm vát này, các cái phần vát được đánh bóng. Đặc biệt là tôi rất thích những cái nút bấm chronograph của chiếc đồng hồ này, làm rất là đẹp đó, và hoàn toàn bằng titanium các bạn ạ. Một đặc điểm mà là thế mạnh cũng như là DNA của Hublot đó chính là dây cao su. Thì như chúng ta đã biết, khi nhắc đến Hublot thì đa phần mọi người sẽ nghĩ đến những chiếc đồng hồ với dây cao su, đúng không ạ? Cái chất dây cao su khi tôi sờ vào thì cảm thấy nó rất là mềm, không có cứng một tí nào cả, và được hoàn thiện mà tôi nghĩ là rất là kỳ công đấy các bạn ạ. Nó không phải là đơn giản chúng ta làm được một cái dây cao su như này đâu. Rồi chúng ta quay đến mặt số chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt để nói về mặt số, bởi vì sao? Vì tôi đã giới thiệu khá nhiều với những phiên bản trước đó rồi. Đấy, vẫn là một cây kim đỏ điểm nhấn, thiết kế dạng skeleton và ô lịch góc 3 giờ, cũng như là có một cái bánh xe cột column wheel góc 6 giờ, vân vân. Không có một điểm gì quá đặc biệt để tôi phải mô tả lại ở video này. Về máy của chiếc đồng hồ này cũng như vậy thôi, tôi cũng đã trao đổi từ video trước, các bạn có thể theo dõi ở video Hublot Ceramic hoặc là video Hublot Full Kim. Thì máy của chiếc đồng hồ này là một cỗ máy hoàn toàn in-house từ Hublot, và như chúng ta đã biết thì cỗ máy này có những điểm tương đồng với máy Zenith đó. Bởi vì sao? Vì hai thương hiệu Zenith và Hublot đều chung một tập đoàn, vậy nên cái việc phát triển và chế tác song song thì nó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi chỉ có một cái điểm đánh giá mà nhanh ở cái video này về cái cỗ máy Hublot in-house này thôi, đó chính là như chúng ta đã nhìn thấy một cái màu xám mà chúng ta hãy liên tưởng đến những cái chiếc đồng hồ thế kỷ 21 các bạn, như là RM này hay là Twin vân vân, thì họ đều làm những cỗ máy màu tối, không phải là một cỗ máy sáng bóng từ kim loại và được mài xước hoàn thiện theo kiểu truyền thống thủ công của những cái của nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ trước những năm 2000 đó. Khi nhắc đến những cái cỗ máy truyền thống những năm trước những năm 2000, chúng ta thường thấy những cỗ máy là Patek được hoàn thiện rất kỳ công này, đánh bóng trải xước này, có charton bọc vàng này ở các chân kính vân vân. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy hai màu chủ đạo thôi, đó là màu xám và điểm nhấn những cái chân kính màu tím
Đó. Bánh xe cân bằng thì cũng được hoàn thiện rất là hiện đại. Ok, và cuối cùng ấy thì chỉ có một cái là tôi thích nhất ở phiên bản này, đó là nó rất phù hợp với cổ tay của người Việt Nam chúng ta, với một chiếc đồng hồ thể thao với đường kính 42mm, đó là tuyệt vời, perfect, 10 điểm. Bởi vì sao? Bởi vì phiên bản trước ấy, size 45 thì có lẽ là nó hơi nhỉnh hơn, hơi to hơn. Ví dụ như những anh em mà thích đeo kiểu dáng Unico này mà cổ tay nó hơi hạn chế một chút, cổ tay hơi nhỏ một chút thì rất khó đeo. Đó, thì phiên bản 42 này thì trước đây ấy, những cái anh mà đeo đồng hồ classic size 38, 39 thì có thể đeo đồng hồ thể thao size 42 như chiếc Unico này, rất là phù hợp và rất đẹp. Đó, còn chiếc 45 thì không đẹp lắm, nó hơi khập khiễng. Một đặc điểm về chiếc đồng hồ này và cái cảm nhận của tôi nữa ấy, đó là khá nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với những phiên bản khác, những chiếc đồng hồ thể thao khác. Mặc dù là nhìn trông hầm hố và to như này nhưng mà đeo lên rất là nhẹ. Đây là cuối của video này rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là chúng ta trong thời gian tới sẽ có thời gian review chiếc Unico với lớp vỏ Sapphire. Các bạn hãy cùng chờ đón chiếc đồng hồ đó trong thời gian tới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.